Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Skin Cool. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm đến thông tin về skin cool cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh chia sẻ dưới đây nhé thành phần sức rapfate silver nichat tá dược vừa đủ dạng bào chế gel công dụng skin cool là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức rapfate và silver nichat trong điều trị các vết thương tránh tạo sẹo sức rapfate khi bôi trực tiếp trên vết thương hở, hoạt chất sức graphite kết hợp với dịch tiết ra từ vết thương tạo thành một phức hợp bảo vệ vết thương. Sức graphite có tác dụng kích thích tăng sinh tế bào hạt, đẩy nhanh tiến trình lên da non, giúp mau lành vết thương, tránh tạo sẹo. Silver nitrat có tác dụng sát khuẩn, kháng viêm giúp bảo vệ, chống nhiễm trùng vết thương. Chỉ định Tạo màng bảo vệ, sát khuẩn, chống nhiễm trùng vết thương. Kích thích tăng sinh tế bào hạt, giúp vết thương mau lành, tránh tạo sẹo. Dùng bôi ngoài da, điều trị các nhiễm khuẩn trên da và mụn nhọt, các vết thương hở, vết bỏng có nguy cơ nhiễm trùng như vết thương nông, vết chảy da do đứt tay và các nguyên nhân khác. Mụn trứng cá, mụn mủ, bỏng độ 1, nứt nẻ tay, chân. Cách dùng Vệ sinh sạch sẽ vùng da bị tổn thương, bôi một lớp mỏng vừa đủ gel, thoa đều, dùng 2 đến 3 lần mỗi ngày, bôi được trên vết thương hở. Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hiệu quả của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cơ địa của mỗi người. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Santech. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Skin Cool, đồng thời biết cách sử dụng Skin Cool sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham